khóc rồi. Nó có người khác rồi, chắc nó không quay về mình đâu. Dạ. Em bây giờ em chịu lo cho con em à. Đúng rồi, cho con em à. Anh cho hả? Dạ. Rồi mình nuôi gì, mình thấy con mình cực khổ quá này, người khác nuôi dòm. Rồi mình có tiền nữa. Rồi sao, chịu không? À, anh nói chơi đó mà ai đâu nở mà chia cắt nắm ruột, đúng không? Dạ. Con của mình thì mình nuôi, mình cố gắng mình cực khổ. Em trai nó đi bán số nữa nè. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại quốc lộ 30, nói từ thành phố Cao Lãnh đến thành phố Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp. Thì ngày hôm trước á, Đạt có tình cờ đi trên cái chuyến đò và Đạt phát hiện được em Huyên vẫn đang còn bán vé số. Mà những lần trước á, Bùi Hồ có tìm em nhưng mà không có gặp, không có duyên. Và hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại Đạt Đồng Tháp đã tìm đến gặp em bán vé số đằng kia kìa cô bác quý anh chị. Thì cũng một lần trước thì Bùi Hồ có tình cờ quay được cái hoàn cảnh một cái cô gái khá là xinh đi bán vé số, ẵm trên tay một cái đứa con còn khá là non tháng đó cô bác quý anh chị. Thì cái clip đó cũng gây cho cô bác quý anh chị cũng như tất cả mọi người xúc động về cái hình ảnh một người con gái hàng ngày phải mưu sinh, bị chồng bỏ ẵm con đi bán vé số. Thì trong đó thì có cô Julie Hoàng ở Mỹ và chị Xuyên ở Nhật muốn gửi phần quà ủng hộ cho hai mẹ con. Thì mình cũng chưa có nói cho em biết và em bán vé số đi lại kìa. Bây giờ hôm nay thì có duyên gặp với em để trao hỗ trợ phần quà cho em cũng như là mua một ít vé số ủng hộ em nha cô bác quý anh chị. Và đồng hành với Bùi Hồ hôm nay thì có Đạt Đồng Tháp, một cái kênh mới làm. Tới kìa. Ẩm con rất là đáng thương luôn. Sáng nay thì em đi bán vé số từ trên này đi xuống nè. Cứ lủi thủi lang thang mình lên á. Anh chào em. Nhớ anh không ta? Nhớ anh không? Biết anh tên gì không? Em không nhớ tên anh. Mới gặp được con lần mà. Dạ. Anh với em vô đây đi ha. Dạ. Để tả hết cho cô bác quý anh chị nè. Đội một cái nón lá cũ mềm luôn à. Thân hình thì đang ôm à. Ẵm đứa con mấy tháng rồi Huyên? Dạ Quyền, em con Quyền. Mấy tháng rồi? 6 tháng anh rồi. 6 tháng rồi hả? Dạ. Hôm nay có uống trà đường nữa không? Vô đây đi để nắng. Hôm nay có cho bé uống trà đường nữa không? Dạ. Có cho bé uống trà đường nữa không? Dạ không. Thì bây giờ đứng nói chuyện hay sao? Chứ ẩm em bé sao đâu có chỗ đâu rồi. Rồi bây giờ cho anh hỏi nè. Bây giờ cái tình hình của mình hiện nay thì sao rồi? Dạ thì cũng... Tháo khẩu trang cho cô bác anh chị thấy đi. Đổ mồ hôi hết rồi. Mệt. Thì đó, bởi vậy anh mới kêu tháo khẩu trang đó. Có cần ngồi không? Ngồi đây, ngồi đây. Nói gì luôn. Có nghĩa là tình hình hiện nay thì em với bé là mỗi ngày bán nhiêu tờ vé số? Dạ bữa nay em bán 250. 250 chục tờ? Dạ. Ô trời. Từ mấy giờ đến mấy giờ? Dạ em bán có khi hết sớm, có khi có chiều luôn. Ừ. Kìa bé ngủ hả? Dạ. Ồ. Bán 250 chục tờ, sáng giờ bán còn nhiêu tờ? Dạ hồi sáng em ngủ quên đó, mới đi à. Mới đi thôi ha. Dạ. Vậy là bán chưa được nhiêu tờ hết. Dạ. Hổng gà chồng gì có điện về không? Dạ không. Bỏ đi luôn hả? Dạ. Em hình như là em hai bé mà đúng không? Dạ. Một bé nữa là mấy tuổi à? 2 tuổi phải không? Dạ. Bé ở nhà bà ngoại giữ. Dạ ông ngoại, bà ngoại cũng khổ, cũng đi bán số nữa. Vậy hả? Bà ngoại bán số ở đâu? Ừ, bà đi cầm 5 chỗ chân. Năm nay là bao nhiêu rồi? Dạ có 23. 23 tuổi rồi. Nhìn thân hình rất là gầy gò luôn. Bé này tên gì quên rồi? Anh tên gì anh quên rồi? Dạ Phúc. Phúc hả? Dạ. Ôi thức rồi kìa. Ẩm gì mỏi dữ không Quyên? Dạ mỏi gán chứ sao giờ. Mỏi rồi làm sao? sao giờ. Bây giờ mình khổ mà. Bây giờ mình khổ mà, nói chuyện nghe thấy thương ghê. Đi, anh mời em một ly nước đi ha. Dạ. Đang tâm sự qua bên kia kìa, được không? Bên đó kìa, ha. Dạ. Qua đó đi Quỳnh. Gì chị? Khổ lắm hả? Đây qua, đi qua. Đi qua, anh nhận. Em mới mua điện thoại gì vậy hả Quyên? Dạ, điện thoại của mẹ em đưa cho em xài. À, vô đây ngồi đi. Có bán nước không ạ chị? Em? Có bán nước uống không? Không có cái ghế thì rất là khó ngồi. Ngồi không có được. Hôm qua là mình bán hết sớm không? Dạ, cũng sớm. Sớm hả? Dạ. Hôm qua họ bán hết mấy giờ? 3-4 giờ chứ, 3 giờ hay 2 giờ vậy. Em cũng không nhớ nữa. Hôm qua cũng bán 250 chục tờ luôn. Dạ. Rồi ẩm bé vậy rồi ăn uống làm sao nói cho mọi người nghe quá. Em lúc làm với ẩm bé nhậu với ảnh hoài. Hả? Ăn uống làm sao Quyền? Ẩm bé gì hả? Dạ, ăn ẩm gì ăn nè. Không bé uống sữa rồi sao á? Sữa thì bú sữa mẹ. Bú sữa mẹ ha. Dạ. Đi nắng gì có khi nào bé bị say nắng đâu không? Dạ không, hình như nó quen hay rồi. Mấy tháng là có tháng là nó bồng đi rồi, quen ăn. Tháng là bồng đi rồi. Khổ đâu có ai nuôi đâu mà. Biết anh biết hả? Anh biết bé. Ở gần nhà tôi hết á. Thấy có chồng nó bỏ hoài quen ăn thấy dễ thương. Rồi thấy cũng tội nghiệp. Gia đình cũng khổ chứ không có khá giả gì. Anh chị em rồi tất cả rồi đi bắn sốt không ạ? Dạ hả? Nguyên gia đình là đi bắn sốt rồi. Rất là khổ luôn đúng không? Rất khổ chứ không phải nghèo đó vợ chứ nghèo cho sạch. Không có gì chứ bán vé số hoặc là đi này nọ kia đồ chứ không có làm gì bậy bạ chứ. Hồi xưa giờ có nghĩa là nghèo cho sạch gấp cho thơm. Rồi. Hôm nay sáng ăn sáng gì chưa? Dạ em riết xuống luôn á. Em không có chưa ăn gì luôn. Chưa ăn gì luôn hả? Dạ. Giờ này gần 9 giờ rồi. Thôi để đi. Dạ, dạ cảm ơn anh. Sáng nay chưa ăn gì luôn, ăn gì không? Dạ. Được rồi, để chút nói xuống với đồ, có gì mua ăn. Thường thì em đi ăn cơm tiệm hay sao? Dạ, ăn cơm tiệm, không phải ăn nhà. Ăn nhà trước đem đi hả? Dạ, ăn ở nhà rồi mới đi. Vậy hả? Tại bữa nay em thức trễ quá. Mệt. Bữa nay muốn bệnh hay sao mà anh thấy em bữa nay mặt xanh xanh Quỳnh? Dạ. Dạ hả? Giữ ở nhà. Bà ngoại bán bao nhiêu tờ Quỳnh? Dạ, bà bán chừng 200. 200. Dạ. Ở nhà của em là có em, ông ngoại, bà ngoại với lại dạ. Đứa bé lớn nữa, đứa bé là 2 tuổi, tên gì? Tên Nhã Phương. Con gái. Dạ. Mẹ con là mỗi ngày bán được 450 tờ. Chi phí ăn uống ngày còn nhiêu? Em bán em ăn uống là còn 200. 200 mà còn có trăm mấy là có khi mắc số nữa. Mắc số hả? Dạ, có khi dính đó. Là còn được trăm mấy chục ngàn thôi. Dạ. Rồi chưa gửi tiền sữa cho bé nữa. Tiền này kia nữa. Tả. Rồi bột. Nhìn cái mặt Trưa đầu bé rồi có được ngủ không? Dạ ngủ hả, vừa cho mình em. Vậy hả? Dạ. Là có nghĩa là em cứ đai bé liên tục như vậy chứ đâu có bỏ xuống đâu. Dạ. Đúng không? Dạ. Nó quen hơn rồi. Bỏ nhà cũng được. Mới sanh ra 1 tháng là đã đi bán rồi. Dạ. Thì lúc đó cái cơ thể mình rất là yếu rồi sao bán ra? Dạ. Lúc đó cái cơ thể mình mới sanh á, thì một người phụ nữ mới sanh thì cơ thể mình rất là yếu luôn. Thì lúc đó sao đi bán nổi? Thì em cũng bự, em cũng gán. Lúc đó mới sanh bán được nhiêu tờ? Dạ chừng trăm mấy à. Trăm mấy hả? Trăm vé gì. Rồi, mới sanh là đi bán rồi. Rồi chồng là từ ngày bỏ giờ là không có điếm xỉa gì tới luôn. Dạ. Không có gửi tiền vậy luôn? Dạ không. Nhớ lại chồng buồn dữ không? Dạ buồn. Mà sao mỗi lần nói là em muốn khóc Quyên? Em cũng biết. Có gì em nó có thể nói cho cô bác của anh chị biết về cái hoàn cảnh của gia đình mình đi. Tại hôm trước một lần tình cờ anh gặp em đó, ở cái quốc lộ 30 thì nói chưa có hết. Nói đi chút xíu nữa anh ủng hộ tiếp mấy tờ giấy số cho. Em cũng biết nói là sao nữa. Nói ra giận nóng muốn khóc rồi. Nói ra mẹ mỗi lần nhắc đến là muốn khóc à? Dạ. Nhưng mà em buồn nhất là chuyện gì? Buồn nhất là chuyện chồng. Chuyện chồng hả? Rồi sao buồn đó? Nghe là về bỏ đi hay là sao? Nó có người khác. Hả? Nó có người khác. Có người khác. Thì mình có khi nào mình nghĩ rằng mình đi bán vé số như thế này á, biết bao nhiêu người phụ nữ người ta lại được ở nhà, được có người lo, thì em lại từ bươn chải từ lúc mà còn khi bé còn nhỏ không? Chồng con cái còn chồng mình không biết lo. Mỗi lần nhắc đến là khóc à? Em không có chứa giếm gì mấy anh đâu. Hả? Thiệt ra em có hai đời chồng. Hai đời chồng? Chồng trước thì nó bỏ, chồng sau là cũng bỏ luôn. Chồng trước là có con không? Dạ có đứa con gái đó. Là tên Phương đó hả? Thì chồng sau này là con bé này. Chồng trước thì cũng bỏ đi hay sao? Có đám cưới đó, không hỏi gì không? Chồng sau thì không có đám. Còn chồng trước? Có. Nó cũng có người khác nữa à. Vậy hả? Dạ. Là chồng trước với em chồng... sợ em thấy xấu hổ. Em không có nói ra em có hai đời chồng. À. Mà không nói không được. Thì em cứ chia sẻ đi. Là chồng trước là có đám cưới hỏi. Người ở được bao lâu thì mình chia tay? Ở cũng được mấy tháng vậy. Ủa sao đám cưới ở có mấy tháng vậy? Hình như năm á. Rồi ăn nhậu về không biết lo cho vợ con. Anh neo này. Còn chồng sao? Dạ, chồng sau thì ở được chừng tháng 5-6 tháng gì. Lúc mà mùa dịch đó. Rồi nó đi mần gà giao vô dịch của người ta, rồi nó cặp người khác nữa. Chồng của em, chồng trước thì ở với con Thành, còn chồng sau thì ở bên con Quế. Đi làm nhiều, ngày nào cũng nhậu hết trơn. Ăn nhậu sình sàng có ngày. Vậy hả? Dạ. Là hai người chồng là bỏ, không có chu cấp gì hết hả? Dạ không. Một mình em bưu vào nuôi con em. Lúc mà chồng trước bỏ đi là con được mấy tháng? Dạ. Lúc nhỏ lớn thì cũng được 5-6 tháng vậy. Vậy hả? Rồi cái chồng sau thì nó mang bầu nó bỏ luôn cả vợ. Có nghĩa là bỏ từ lúc mang bầu luôn? Rồi em đó, em nó nuôi em có đẻ ra em nó nuôi. Em mấy tuổi? Dạ 20 rồi. Nó nuôi? Dạ. Rồi mà lúc từ vô bệnh viện ai săn sóc em? Thì em của em. Em của em nuôi em hả? Dạ. Mẹ thì ở nhà chăm cháu. À. Em có mấy anh em Quỳnh? Em có một thằng em đó. Là có hai anh em thôi. Em là chị hai. Dạ. Em của em là có gia đình chưa? Dạ chưa. Rồi xuống bệnh viện, anh hỏi thiệt nè, xuống bệnh viện thì người ta hỏi chồng của em đâu rồi em nói sao? Em nói bị bỏ hết rồi. Rồi lúc đó tiền bạc đâu mà mình sanh? Em mượn. Nhưng mà lần em cũng bán số mà, cũng dành dụm được chút đỉnh. Được bao nhiêu tiền? Mang bầu cũng được 2-3 triệu gì. Rồi lúc đó xanh đủ không? Dạ đủ. Ta cũng giúp đỡ nữa, ở dưới bệnh viện ta cũng giúp đỡ. Người ta cho ha? Dạ. Có bảo hiểm rồi cũng có mấy chục ngàn rồi. Có tiền ăn. Hết cái chi phí viện phí là bao nhiêu tiền? Dạ có 10 mấy ngàn thôi à. Ăn uống là em của em lo hết luôn. Dạ. Có nghĩa là em cần cái việc gì là nhờ em ruột của em. Dạ. Đó, có nuôi em luôn. Dạ. Thằng em của em nó cũng khờ lắm. Hả? Em của em bây giờ có làm cái công việc gì không? Dạ nó cũng bán sớm. Gia đình em là 4 người bán hết 3 người rồi. Dạ. Ngày bán được nhiêu tờ? Dạ nó bán ngày được 150, 200. Có khi nhiều nó 200 mấy. Em ngày xưa là cũng học lớp mấy là nghỉ ta? Dạ học. Em học có lớp 1, lớp 2 nhiều. À biết chữ gì không? Dạ em biết viết tên em. Biết viết tên thôi. Dạ. Có bao giờ mình nghĩ rằng là mình mong muốn chồng của mình quay trở về không? Nó có người khác rồi, chắc nó không quay về mình đâu. Dạ. Em bây giờ em chứ muốn lo cho con em à. Muốn gì? Muốn lo cho con em à. Chứ bây giờ không có muốn gì nữa hết. Dạ. Khi mà em sanh đẻ như vậy nè, rồi đi bán vé số nè, mà chăm 2 người con thì chi phí 250.000 á, thì nó không có dư đâu. Thậm chí là đôi khi bé lại bị cảm cúm thông thường đồ, bác sĩ đồ nữa. Dạ. Thì em cái cuộc sống của em ở nhà đủ không hay có thiếu nợ gì ai không Quyên? Dạ cũng có 1-2 người. Có kẹt cái ấy tiền góp. Hỏi tiền góp? Dạ. Hỏi tiền góp đừng mua cả sữa. Hỏi lận nhiêu? 3 triệu. 3 triệu thì mình trả như thế nào ta? Góp ngày 150 đó. Góp ngày 150 hả? Dạ. Rồi mình bán 250 rồi góp ngày 150 còn đâu gì đâu ăn? Còn 50. Còn 50 em ăn uống là còn mấy chục ngàn. Rồi có khi kẹt cái đom cái bắt đầu mua tả mua sữa. Bây giờ mình còn góp gì nữa không? Dạ cũng còn. Còn mấy người mấy đầu nữa? Là còn có em góp này trên gửi là còn 3 triệu đó. Bây giờ còn thiếu cả 3 triệu nữa. Dạ. Còn vé số này sao? Vé số này thì mình lấy thiếu. Lấy thiếu hả? Dạ. Lấy thiếu mỗi một tờ em lời được bao nhiêu? Lời được có 1.000. Lời được có 1.000 thôi. Có khi nào mình bị ôm không? Dạ mình ôm là mình chịu. Nhờ trà hương. Nhờ trà hương? Nhờ trà hương mình bán hết. Có nghĩa là hồi đó giờ mình chưa ôm đúng không? Dạ. Em bán là bé này được hiện nay là được 4 tháng hả? 4 hay 6? 6 tháng. 6 tháng thì em bán được 5 tháng rồi. Dạ. Là em bán là 250 chục tờ là mới bán mấy tháng nay thôi chứ lúc trước là bán có 150 hả? Dạ. Anh hỏi thiệt nè, lúc mưa gió thì sao? Em với con thì sao? Thì đi luôn chứ biết sao giờ, bận áo mưa cho con nhỏ. Bận áo mưa cho con nhỏ? Dạ. Người là lạnh không? Em có vô nhà người ta đục mưa được không? Có. Những ngày mà mưa gió nhiều quá mà em lấy số nhiều quá thì sao? Em đục mưa với thọ. Em bán với đồ luôn. Em bán áo mưa cho thằng nhỏ. Em bán như thế này nè anh, bản thân của anh đó, anh biết được cái hoàn cảnh của em thì anh rất là thương và đồng cảm với em về cái cuộc sống của em. Thì đối với em đi bán thì có khi nào người ta lại mỉa mai, người ta nói là mượn tình thương của đứa bé để mà chăn dắt đứa bé đi bán không? Có chứ. Có hả? Dạ. Ta nói sao em có thể được lợi? Ta nói sao mà không để nhỏ ở nhà, lợi dụng thằng nhỏ đi bán số. Cái em nói tại hoàn cảnh thôi mấy cô ơi. Em nói gì đó. Lúc người ta nói được cái câu đó, em nghe được cái câu đó thì em buồn không? Buồn. Em buồn về việc cái vấn đề là người ta ấy mình hay mình tạo cảm thấy tội nghiệp đấy. Mà cãi đi người ta cũng tội nghiệp con của em. ta nói. Có nghĩa là người ta cảm thấy thương đứa bé, người ta nói. Em nghĩ vậy đúng không? Bây giờ em nghĩ rằng là sẽ gỡ bé, em sẽ đi bán không? Dạ em tính gỡ nhưng mà con nó còn đang bú. Với nó sai em, cái hơi của em cũng không được. Nó khóc. Vậy hả? Dạ. Ok, cho bé uống gì đi Quyền. Dạ. Đạt ơi, đưa dùm một cái ly nước cho Quyền ơi nè. Em cho bé uống gì đi. Bé đang khát sữa hay sao vậy? Sữa sao uống? Nữ mình rất là tội luôn cô bác các chị. Đối với em thì hiện nay thì em có một ước muốn gì không Quyền? Em muốn trả giấc nợ. Hả? Em muốn trả giấc nợ rồi có số vốn ở nhà chăm con. Bao nhiêu tiền? Nợ em hết là bao nhiêu? 3 triệu. 3 triệu. Dạ. Rồi có thêm coi số vốn nữa. Rồi ở nhà chăm con. Dạ. Có nghĩa là ước muốn nhỏ rồi của mình là chỉ có 3 triệu để trả nợ thôi. Đúng không? Hôm nào em cho anh ghé nhà em được không? Dạ. Một cái ước muốn rất là bình dị. Đó là ước muốn lớn nhất của em đó hả? Dạ, còn đứa gái nữa. Dạ. Rồi bán mỗi một ngày là 250.000 thì em chi phí em với con hết rồi. Còn mẹ thì bán để mà trang trải cho gia đình hả? Có thì có cho bà, có thì không có thì bà mua đồ ăn. Rồi ông ba ông đổ vớn đó, cũng có cá. Em có muốn chuyển đổi sang nghề khác không? Dạ. Em muốn học hay là làm nghề gì? Nói anh nghe với. Nãy giờ con nha, em cũng không biết làm gì nữa. Con thì nhỏ quá. Ngoài ước muốn là trả nợ thì em có còn ước muốn gì nữa không? Em muốn có tiền, có nuôi con rồi cho ba mẹ. Hả? Em ước gì có tiền nuôi con với cho ba mẹ. Ừ. Nhà cửa mình thì sao ta? Nhà cửa cũng 2 cây cũng mục hết rồi. Nhà cây hả? Dạ. Mục hết rồi. Dạ. Trời mưa rất là sợ. Trời mưa sợ hả? Dạ. Sợ sập hả? Sợ sập, mình không có gì mình sợ, 2 đứa nhỏ. Nhà mé sông hả? Mà nhà cây luôn hả? Dạ. Chứ không phải là nhà tường hả? Dạ. Ồ trời. Ở dưới bến sông hay bà ha? Cái đít xuống sông, cái bờ, cái chân này. Có nghĩa là nhà cũng lâu năm lắm. Nhà cây gì? Nhà cũng người ta cho đó. Ừ. Người ta cho hả? Dạ. Nhà từ thiện cho. Nhà từ thiện cho luôn. Hoàn cảnh của bé, cô Quyền này dễ thương. Có nghĩa là khổ lắm hả bà? Khổ, chồng khổ. Dạ. Nhưng mà vòng ở sớm là người ta hay là mấy cô chú đây nói là giúp bé Quyền đi. Tại bé Quyền thấy rất là tội. Nhỏ kia nó biết đi lẩm đẩm rồi. Dạ. Đi bỏ nhà cho bà ngoại cái khóc quá, bả ôm theo xuống cái bánh đò, bả trời qua. Ồ. Là chỉ sống nhờ vào những cái tờ vé số thôi. Vậy chứ ai xin đâu có được đâu, không có đâu đâu bà cười kìa. Cho bé này người ta cho em lại 1 tỷ để thay đổi cuộc đời, chịu không? Dạ không. Sao vậy? Em nhớ con lắm. Nhớ con lắm hả? Dạ. Người ta cho được 1 tỷ mình khỏi đi bán vé số nữa. Dạ. Người ta con mình được sống trong giàu sang nữa. Rồi mình khỏi đi bán vé số để nuôi con nữa. Em mừng á. Hả? Rồi sao? Kêu là cười kêu. Dạ, em nhớ lắm. Nhớ lắm hả? Dạ. Không con Hà tự giận chết. Cái gì? Không con Hà tự giận chết. Không có con Hà tự giận chết luôn hả? Sao vậy? Vì sao mà đòi tự giận? Con nè. Hả? Con ông chờ ông ban cho. Sao ông Quyên nói anh ơi sao? Sao nói anh nghe Quyên? Dạ. Sao? Tại vì em muốn cho con được, em thương con. Con là ông trời ban cho hả? Dạ. Giờ mình nuôi gì mình thấy con mình cực khổ quá thì người khác nuôi giùm. Rồi mình có tiền nữa. Sao chịu không? Anh nói chơi đó mà ai đâu nở mà chia cắt nắm ruột đúng không? Dạ. Con của mình thì mình nuôi, mình cố gắng mình dù cực khổ. Em trai nó đi bán số nữa nè. Dạ. dù cực khổ như thế nào á thì đó cũng vẫn là con mình đúng không Quyên? Dạ. Ừ. Chỗ không chịu. Ở chỗ không chịu hả? Dạ. Ôi thích. Thích đi rồi. À, hôm nay anh đến đây như thế này nè, anh nghe được cái ước muốn của em là có được 3 triệu để trả tiền trả góp cho người ta đúng không? Rồi với lại có một số vốn để cho đỡ đúng không? Thì hôm nay anh đến đây anh thay mặt cho cô Julie Hoàng ở Mỹ á. Ôi ôi bé khóc. Bùi Hồ đến đây thay mặt cho cô Julie Hoàng ở Mỹ gửi cho bé một cho Quyền 100 đô tương ứng với 2.500.000 đồng. Với lại với lại chị Xuyên ở Nhật á gửi cho bé 1 triệu là 3.500.000 đồng. Thì em lấy 3 triệu đó em trả cho người ta nha. Dạ. Rồi sau đó thì còn tiền á thì em sẽ 3 triệu rưỡi. Đây là cái phần quà 3 triệu rưỡi này là của chị Xuyên ở Nhật gửi cho em 1 triệu. Với lại cô Julie Hoàng ở Mỹ gửi cho em 100 đô là 2 triệu rưỡi. Và anh gửi cho em 3 triệu rưỡi, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 3 triệu. Nè, anh gửi cho em. Rồi đây anh ủng hộ cho em về tài số nha. Quá trời luôn rồi cô bác anh chị. Mong cô bác anh chị thông cảm ha. Đứng lên đi. Một, hai, mình ủng hộ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi anh ủng hộ cho em 20 tờ nha. Dạ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dạ cảm ơn. Anh gửi em. Nè cầm đi thun nè. Anh đếm lại coi có lộn số không. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Trời ơi, chút xíu lỗ rồi. Chút xíu lỗ luôn rồi. Rồi anh tặng cho em một tờ ha. Dạ. Cái tờ này là để dành trúng số mai mốt đổi đời ở nhà nuôi con. Dạ. Đây con mua cho bà 10 tờ nha. Dạ. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi con đếm lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ủa sao lên đếm lần nào không dư ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thôi tặng cho Đạt Đồng Tháp 1 tờ. Thì tổng cộng là 30 tờ. Ôi bữa nay trúng số là đây con gửi cho bà. Dạ dạ. Em cảm ơn. Em nói là cảm ơn đi. Dạ. Nói lớn lên. Cảm ơn cô chú. Quyên thì ngày xưa không mới lớp 1, lớp 2 nên lời nói vẫn còn khá là mộc mạc ha. Thì một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ. Và xin chân thành cảm ơn cô Julie Hoàng ở Mỹ đã hỗ trợ cho bé Quyên 100 đô tương ứng với 2 triệu rưỡi. Chân thành cảm ơn chị Xuyên ở Nhật Bản trích quỹ của chị Xuyên Nhật Bản ủng hộ cho em 1 triệu là 3 triệu rưỡi. Chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị. Chúc cô bác quý anh chị luôn có sức khỏe dồi dào. Thôi anh chào em. Chắc có lẽ là mai mốt Vinh sẽ quay trở lại thăm nhà em. Dạ. Ngay tại nhà em luôn nha. Dạ. Chào em ha. Chúc em hôm nay bán đắt cố gắng đi bán kiếm gì ăn đi nha. Dạ. Rồi chào em.